Vâng, xin trân trọng mến chào quý vị. Mình đang ở con đường này, quý vị có biết là con đường gì không? Đây là con đường Thiên Thai tại phường An Tây, thành phố Huế. Và phường An Tây nó nằm ở phía nam thành phố Huế quý vị, tức là phía trước của núi Ngự Bình, cái bình phong của đài nội Huế đấy. Tại đây có một cái nhà mà người ta đặt là nhà Chứng Tích Ngô Đình Cận, quý vị thấy cái bảng bên kia đấy. Đi lên hướng này thì chúng ta tiếp tục đi lên khu chín hầm quý vị, và lên cái đền Huyền Trân Công Chúa. Tại nơi này có cái địa chỉ là 110 đường Thiên Thai. Quý vị thấy cái cổng bên ngoài nhìn vẫn còn nguyên vẹn. Đây là cái cổng đi vào cái lầu của ông Ngô Đình Cận trước đây, thời Việt Nam Cộng Hòa quý vị. Và ngay trước cái cổng này quý vị thấy có một cái hệ thống hồ mà chúng ta thấy nó còn hình dạng đây. Cái đường quanh bờ hồ thì chúng ta thấy nó cong. Cái hồ này nhìn tổng quát thì chúng ta sẽ xây như là một cái khánh, cái dạng hình khánh Huế đó vậy quý vị, như một cái hoa sen. Chúng ta thấy những cái viên đá tảng vẫn còn nằm ở dưới hồ. Mặt nước bây giờ thì chúng ta thấy càng thấy luôn cả cái đáy hồ. Bên kia thì quý vị thấy tường hồ thì được xây bằng đá học, rất là điều đặn, chêm chèn rất là kỹ. Quanh cái tường hồ chúng ta thấy có hai tầng đây, mẹp thanh từ nước lên, và bên trong thêm một tầng nữa, kiểu như là để ngồi chung quanh để mà ngắm cả ngắm cảnh dưới hồ đó quý vị. Quý vị thấy cái góc này đúng không, nó có một cái góc nhọn, và cái hình tổng quát như là cái hình khánh Huế vậy. Thẳng với cửa ngõ của cái nhà ông Ngô Đình Cận thì quý vị thấy cái lối đi xuống hồ bây giờ vẫn còn cái bậc cấp. Rồi có cái đường nhỏ đi qua bên kia, cái non bộ bên kia vẫn còn hình dạng khá nguyên vẹn, rất là nên thơ. Đây cái lối đi quý vị thấy giống như thế là đi qua một cái suối nước thiên nhiên. Rồi cái bụi tre dạo vẫn còn, không biết bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn còn khá đẹp. Rồi bên kia quý vị thấy hệ thống non bộ, các cái tảng đá lợm chợm vẫn còn giữ lại cái dáng vẻ ngày xưa, chưa bị tàn phá nhiều lắm. Chúng ta thấy trước mặt quý vị thấy nó có cái phần bị sụt, cái tường phía gần đường đấy bị sụt, chắc là do quá trình tác động của thi công đường lũ lèn, mưa bão vân vân, nó gây ra chấn động và lỡ tường, sụt tường như phía trước. Bây giờ chúng ta đi tiếp vượt qua cái khu vực cái nông bộ vừa rồi. Đây, chúng ta thấy phía bức tường phía trước cái hồ vẫn còn khá nguyên vẹn quý vị. Và nó dạng hình cong. Như hồi nãy giờ ta có lẽ là quý vị tưởng tượng ra cái dạng khánh Huế.
và quanh chu vi vẫn giữ cái bậc cấp hai bậc để khách ngắm cảnh có thể ngồi trên bờ hồ trên cả cái bậc cấp ngắm cá ngắm cảnh dưới cái hồ này. Bây giờ mời quý vị cùng với mình đi vào bên trong cái khu vườn, khu nhà của ông Ngô Đình Cận hồi xưa. Hai bên là một số cây cao, các loại cây được trồng từ hồi xưa vẫn còn. Tuy nhiên những cái cây nhỏ này á, người ta gọi là cây giỏ bầu đó quý vị. Cây này chắc là người ta mới trồng. Cả cái cây này để làm hương trầm, người ta còn gọi là cây trầm đó quý vị. Ngay cái lối đi vào quý vị thấy có một cái nhà thủy tạ, hình dạng vẫn còn rất là rõ nét. Đây cái hồ, cái hồ phía trước nhà. Ngay cái hồ này cũng có nông bộ. Cái sàn của cái nhà thủy tạ, ngồi trên này uống trà uống cà phê, nghe nhạc, làm việc cũng rất là mát đây. Chúng ta thấy có bậc cấp bước lên nhà thủy tạ như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 5 bậc đúng xinh luôn. Nhìn cái góc này thì chúng ta thấy nhà thủy tạ nó nằm ở chính giữa của cái lầu ông Ngô Đình Cận. Đây quý vị thấy cái lầu ông Ngô Đình Cận đây. Chúng ta thấy kết cấu rất là đối xứng. Hai bên này có hai cái cầu thang đi lên. Như vậy là nó gồm hai tầng. Nhìn một cách tổng quan thì mỗi tầng như vậy nó có 5 ô cửa. Cái 5 ô cửa bên trên thì nhìn có vẻ điều hơn, nhưng 5 ô cửa bên dưới quý vị thấy 3 ô cửa giữa thì điều nhau, còn 2 ô cửa hai bên thì nó nhỏ hơn. Phía bên phải nhà này nó còn một cái nền, có vẻ như ngày xưa đây cũng là một cái nhà, và còn lại đây là cái nhà bếp trắng hoặc là cái nhà trực. Và phía sau này có một cái cây, vì thấy cây gì vẫn còn rất là tươi xanh, cái gốc nó cũng khá lớn và cái lá nó cũng khá to. Xung quanh người ta có trồng tràm, những cái vườn tràm này chắc lại là người ta trồng để bảo vệ cái khu di tích này, khu nhà này. Đây là cái cầu thang đi lên phía bên phải của nhà. Chúng ta đi vào trong nhà. Quang cảnh trong nhà quý vị thấy để hoang thì rõ ràng là hoang tàn rồi. Cái gian chính giữa nó có ba ô, hai cột trụ và có cái ô bên hông này nữa. Đi vào trong nhà nhìn rất là mát, cảm giác vào cái lầu cái tầng dưới như thế này thì rất là mát. Hai cái gian lối đối xứng, bên cạnh này cái gian lối đây có cái hầm người vị. Hầm có cái hầm chui, có cái lỗ chui vào trong nữa quý vị. Vì thấy cái bậc cấp đi lên
Rồi, thang đi lên. Cái chỗ này có cái hầm đi xuống. Có cái lỗ chui dưới cái hầm này, này. Đây. Không biết là xấu hay không. Mai mục làm một cái video khám phá khu vực này. Bây giờ ta đi lên khám phá bên trên. Vừa rồi ta quan sát cái hố đi vào cái hầm chuối phía bên dưới nhà của khu cần. Bên có tưởng tượng là có vẻ như cái hầm chuối ở bên dưới cũng khá rộng đấy quý vị. Chắc ít nhất cũng bằng gian nhà chính này. Chúng ta thấy là bên trên này mái ngói vì là gỗ, kết cấu vẫn còn được bảo tồn. Và quý vị thấy mái đầu hồi cũng được xây dạng khảm sàn sứ như là các cái di tích lịch sử cung đình Huế. Chúng ta thấy kết cấu sàn đã vẫn còn khá nguyên vẹn. Đây là cái mái phía trước vươn ra khỏi tường tầm 1 mét. Rồi đi vào bên trong quý vị. Rất là nhiều cái trụ đây. Riêng những cái trụ chúng ta thấy nó nằm ở giữa có đến 6 cái. Rồi chúng ta nhìn lên bên trên mái quý vị. Kết cấu đồng tây rui men vẫn còn. Có vẻ như là các cái bắn thay vì làm gỗ thì ngôi nhà này được đúc bằng xi măng, hay là do quá trình tái tạo người ta làm lại bằng xi măng như thế này. À, nhìn thì cái màu như là xi măng nhưng mà quý vị thấy có mối mọt đang ăn, có nghĩa là bằng gỗ đấy quý vị. Cái gian này chắc có lẽ là hồi xưa của Ngô Đình Cần để thờ. Ngoài cái gian chính giữa thì quý vị thấy bên hông có một bên như vậy là 3 phòng. Chúng ta vào bên trong phòng xem thử rộng không. Cũng vừa, phòng này đặt một giường để mà ngủ nó cũng vừa đó quý vị. Đây chắc là hồi xưa là nhà tắm. Có thể cái bình phong trong nhà vẫn còn. Các cái phòng bên này đối xứng với bên kia. Nói chung kết cấu nhà của cụ Cần, lâu của cụ Cần đấy, thì vì thấy nó đối xứng. Và đứng đến lâu chúng ta nhìn xuống cái nhà thủy tạ. Rất là đẹp, cái chỗ này để mà nghỉ ngơi, giải trí thì cũng tuyệt vời đây. Kết hợp với hồi xưa cây cổ thì còn nhiều con sạch bị bê tông hóa, có lẽ là rất là mát. Quý vị thấy khu đất được bảo tồn còn lại của cái khu lâu Ngô Đình Cần tại An Tây Huế ngày nay cũng khá là rộng. Mọi thứ bây giờ để hoang. Vâng, như vậy thì
mình đã mời quý vị về thăm Huế, tham quan một số quan, có thể là về các cái di tích vua chúa như là đền nổi rồi là lăng tẩm vân vân, các cái lễ hội. Và bây giờ chúng ta đang vừa tham quan cái nhà của ông Ngô Đình Cận hồi xưa tại phủ Tam Tây Huế. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị không quên like để ủng hộ video, cũng như là bấm đăng ký kênh nút màu đỏ ở dưới video để nhận được các video khác mà mình tải lên, cũng như là cho ý kiến bình luận ở dưới video, chia sẻ với người thân bạn bè, những người thích Huế, yêu cả cái cảnh quan trong các video, để lan tỏa các hình ảnh về Huế của kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay, để cái kênh được phát triển tốt, bền vững và càng ngày càng có nhiều người theo dõi. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Mến chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng.